Một phần tư dân số đang có dị vật này trong miệng và những dấu hiệu khiến nó trở nên kinh khủng. Là nguyên nhân hàng đầu khiến miệng bốc mùi, dị vật này là nỗi trăn trở của rất nhiều người trong chúng ta. Ai cũng biết rằng thận của chúng ta có thể hình thành sỏi do một số chất cơ thể không hấp thụ được mà đào thải qua đường nước tiểu. Tuy nhiên, bạn có biết rằng còn một bộ phận nữa trên cơ thể cũng tạo ra được sỏi, đó là sỏi amidan. Tạo vật này không gây đau đớn nhưng mức độ kinh dị thì ghê hồn. Chúng là những khối nhỏ màu trắng vàng xuất hiện xung quanh hai túi amidan trong vòm họng. Sỏi amidan được tạo thành từ chất này, tế bào chết, canxi và một số loại khoáng chất khác. Chúng mắc lại trong hốc amidan khi bạn nhai và nuốt, sau đó dần hóa cứng lại và muối vô cơ và tạo thành sỏi. Trên thực tế thì rất nhiều người có thể đang sở hữu dị vật này trong họng mà không hề hay biết. Theo một nghiên cứu tại Mỹ, trên 150 người, 24% có sỏi amidan, một tỷ lệ chứng minh sự phổ biến của nó. Về cơ bản thì sỏi amidan không nguy hiểm, chúng thường rất nhỏ, có thể bị loại bỏ nếu súc miệng kỹ hoặc dùng tay cạy ra. Tuy nhiên, loại sỏi này có thể đem đến những tác dụng phụ hết sức khó chịu, gây nhiều bất tiện trong cuộc sống. Hơn nữa, nếu để lâu, sỏi tích tụ thành khổng lồ thì chỉ có cách phẫu thuật mới mong lấy được chúng ra. 1. Hơi thở siêu bốc mùi. Sỏi amidan có thể không trực tiếp gây hại, nhưng chúng lại là thức ăn cực kỳ xuất sắc dành cho vi khuẩn. Trong đó, có một số vi khuẩn khi tiêu hóa sỏi sẽ thải ra các khí, sunfua, có mùi hôi thối. Và nếu không coi sự so sánh này là xúc phạm, thì quả thực hơi thở khi ấy rất giống như một cái thùng rác. 2. Đau họng, amidan sưng to. Vi khuẩn tấn công sỏi amidan. Hiển nhiên cơ thể bạn cũng không được bình an rồi. Amidan vốn là hàng rào các tế bào lympho dùng để bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Và với sự tồn tại của sỏi amidan, một lượng lớn vi khuẩn sẽ tập trung ở đây, vừa quá khả năng xử lý và khiến amidan bị viêm sưng đỏ. Sỏi càng to, khả năng viêm càng lớn. Hệ quả, bạn bị đau họng, ho thường xuyên, cơ thể sốt cao, buồn nôn liên tục. 3. Khó nuốt. Sỏi quá to cũng khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình ăn uống. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng phụ thuộc vào vị trí xuất hiện của sỏi nữa. Một số trường hợp sỏi dù rất to nhưng ở vị trí quá đẹp, nên việc ăn uống của bạn vẫn bình thường cho đến khi amidan bị sưng lên. 4. Đau tai. Vì amidan có chung dây thần kinh dẫn đến tai, nên sỏi amidan cũng có tác động một phần. Bạn có thể thấy ù tai thường xuyên hoặc đau tai ở một số trường hợp nặng. Lưu ý, theo các chuyên gia, một trong những cách nhẹ nhàng nhất để thoát khỏi chuyện này đó là súc miệng nước muối thường xuyên. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng ngón tay khều nhẹ để lấy sỏi. Trong những trường hợp sỏi amidan xuất hiện nhiều và thường xuyên, đó là triệu chứng của bệnh viêm amidan mãn tính. Nếu tình trạng không suy chuyển, bạn nên đến gặp các bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất. Trong đó, giải pháp cuối cùng được đưa ra là cắt bỏ amidan. Những phát minh xem qua khiến bạn phải thốt lên chỉ có thể là Nhật Bản. Những sáng kiến khó được tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên hành tinh này ngoài Nhật Bản. Nếu có vừa sơn xong bộ móng tay đẹp đẽ mà lại phải vào bếp nấu cơm thì đúng là điều đáng ghét đối với các chị em, đặc biệt là khi băm băm thái thái nguyên liệu. Nhưng với bàn tay thần thánh này của người Nhật thì còn gì phải lo cho bộ móng tay nữa.
Cái này dành cho trường hợp bạn gối đầu lên đùi ai đó mà chẳng có ai chịu cho mình đặt nhờ cái đầu lên. Sáng kiến này chắc chỉ có ở đất nước mặt trời mọc. Những ngày đông lạnh giá mà có chiếc bàn, đồng thời là chăn này thì ấm biết bao. Những con gián có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi trong nhà. Vậy nên đôi dép có tay cầm này quả là vật hữu dụng để tiêu diệt bọn gián đáng ghét. Không phải bể cá cảnh đâu, đây chính xác là những gian hàng bán cá cảnh của người Nhật. Làm việc theo kiểu của người Nhật không những không mệt mỏi mà còn cảm giác được thư giãn. Đa số mọi người sau khi rửa tay xong là tiện đưa tay lau luôn vào quần. Có hai miếng lót này thì khỏi lo quần bị ướt. Có thể bạn chưa biết đến lễ hội võ sĩ sumo dọa trẻ con khóc ở Nhật Bản. Các võ sĩ sumo bế những đứa trẻ trên tay và dọa chúng khóc càng to càng tốt. Mannequin của người Nhật cũng phải khác biệt như thế này đây. Ai nói Halloween là phải có bí ngô và mọi người thường hóa trang thành ma quỷ, lễ hội Halloween cũng khác người lắm. Chỉ với 50 USD, bạn sẽ được ngủ trong phòng khách sạn cực lạ này của người Nhật. Ở chân cầu thang còn có hẳn siêu nhân đứng đợi, sẵn sàng hỗ trợ các mẹ có con nhỏ đưa xe đẩy của bé lên.
nhân viên nhà hàng thì phải xinh tươi rạng rỡ. Còn nhà hàng Nhật này lại chọn nhân viên phục vụ kinh dị thế này đây. Người Nhật còn thiết kế hẳn khu vực để cho thú cưng nghỉ chân trong lúc đợi chủ nhân. Dù chỉ là những con côn trùng giả thôi, nhưng có lẽ chỉ các cô gái Nhật Bản mới dám đặt chúng lên đầu mình như vậy. Thậm chí nó còn trở thành mốt làm đẹp của giới trẻ. Phương pháp massage dùng ốc sên, bạn có dám thử? Ở Nhật Bản, chẳng có thứ nào mà bạn không mua được ở máy bán hàng tự động cả. Những trò chơi truyền hình thực tế cũng độc đáo không kém.